Xin chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là Mạnh Ô Tô. Ở cái video lần này tôi xin chia sẻ cho quý vị các bạn biết về trong khoảng thời gian vừa rồi là có rất nhiều những bác hỏi tôi là có những cái chiếc xe mà đời nào cao, mà thứ nhất là bền, và cái thứ hai là có rất nhiều bác hỏi đích danh luôn là có cái dòng xe nào đó mà nó bền không, và cái thứ hai là đồ có thể là nó dễ dàng có thể sửa chữa bên cạnh nữa, là có làm sao để tiết kiệm nhiên liệu. Thì hôm nay tôi mới về cái dòng xe mà nó là 4 chỗ, là dòng xe 5 chỗ, nó là dòng xe của vô cùng bền, và nó là một trong những cái dòng xe mà nó cũng khá là mới. Ở những năm trở lại đây, nó đời 2016, và nó là cái tầm tiền nó khoảng tầm 450 triệu quay về. Nó là một dòng xe mà tôi được đánh giá nó cũng khá cao, là tiết kiệm nhiên liệu và độ bền nó khá là dễ. Độ bền nó khá là cao và nó dễ đồ sửa chữa, và bên cạnh là chúng ta tiết kiệm được khá nhiều nhiên liệu và giá cả nó khá là hợp lý. Thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào cái dòng xe này. Đây là những cái chiếc xe mà nó là dòng sản xuất năm 2016, và nó là một chiếc xe mà nó mang vô cùng đến những cái điều vô cùng tuyệt vời cho khách hàng, đó là nó có thể tiết kiệm được khá nhiều những cái, nếu chúng ta đi quãng đường dài thì tiết kiệm được khá nhiều nhiên liệu. Và điều đặc biệt nữa, nó là chiếc xe mà nó thiết được thiết kế cũng khá là đẹp, của một hãng vô cùng nổi tiếng. Và đây là tổng thành chiếc xe, nó là chiếc xe mà chúng ta có thể là dễ dàng có thể di chuyển hàng ngàn cây số, vô cùng tuyệt vời được. Và tôi cũng chưa kịp nó dọn dẹp gì, ngoài việc là chúng tôi vừa mới kịp nó là đánh bóng lại một vài những chi tiết nhỏ và kiểm tra phần gầm. Thì đây là một chiếc xe mà chạy được khoảng mấy vạn cây số, và lốp theo xe thì còn cả một dàn. Và nó là một chiếc xe thể hiện, nó đẹp, nó thể hiện ở những chi tiết nào, đó là toàn bộ phần xe là được vẫn còn được nguyên bản. Thứ hai nữa, nó là một chiếc xe nó khá là mới, và chỉ cần qua một vài thao tác dọn lên nữa là nó vô cùng đẹp. Thì chúng ta nhìn thấy vô lăng củ số này, trần được bọc túi bóng này, tổng thành xe thì là còn khá là đẹp. Toàn bộ những phần mà ví dụ như bản lề ốc và toàn bộ bản lề ốc và cánh và toàn bộ là la răng lốp đều là những chiếc xe được khá là chủ, khá là giữ. Và bên cạnh cái chiếc xe này, chúng ta biết rằng là nếu như để chúng ta có thể đi ở trên những đoạn đường thì nó chỉ tầm khoảng 7 lít xăng quay về. Nó tầm khung bằng 7 lít xăng quay về thôi. Và đây là hệ thống lốp dự phòng của nó này. Lốp dự phòng của nó thì nó gần như là nó chưa hạ, và toàn bộ những phần này nó làm chiếc xe khá là đẹp. Thế thì cái điều đầu tiên của dòng xe này thì nó thứ nhất là nó tiết kiệm nhiên liệu. Việc thứ hai nữa, nó là số sàn. Chúng ta có thể dùng cho công tác đi gia đình, bên cạnh nó cũng là kết hợp với công việc chạy dịch vụ. Và một điều nữa đó là cái giá tiền của nó khá là hợp lý, với cái tầm tiền khoảng 450 triệu quay về thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe đời cao mà nội thất và kiểu dáng là không chạy dịch vụ gia đình, và xe nó là xe khá đẹp. Chiếc xe này là chiếc xe tôi được biết được rằng nó là chủ thứ hai, được hai người chủ đi chiếc xe này, và đều là vẫn là biển tỉnh Thái Nguyên cả. Thì đó là cái video mà tôi chia sẻ cho quý vị các bạn. Thì chúng ta biết là đây là một chiếc xe, chúng ta nhìn toàn bộ tổng thành xe, chúng ta nhìn thấy là nó khá là đẹp và chủ nó khá là giữ. Thì đối với dòng xe này, các bạn biết rằng là nếu như chúng ta biết rằng là nếu như cái này nó mờ đi một chút này, toàn bộ cái vành vô lăng này nó mờ, và cả hai bên nó mờ đi một chút đó, thì chúng ta biết rằng là cái giá tiền thì nó sẽ rẻ hơn con xe này, và nó sẽ là xe chạy dịch vụ hoặc là xe nó chạy nhiều. Nhưng mà đối với những chiếc này, chúng ta biết rằng là từ bàn chân côn, chân ga và tổng thành, chúng ta nhìn là hai cái phần này, cái sự kết hợp của cái điều này là để chúng ta có thể dễ dàng phát hiện là xe chạy nhiều chạy ít, là cái phần này và phần này nó cùng đồng màu với nhau, và toàn bộ những chi tiết ví dụ như là bàn chân côn, chân ga, chân phanh, con này được thiết kế là cũng khá là tuyệt vời, là toàn bộ hệ thống âm thanh nó khá là nghe khá là hay. Và chúng ta biết rằng là điều đặc biệt hơn nữa, ở cái video lần này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị các bạn biết là nếu như chiếc xe Vios ấy, mà chúng ta nhìn ấy, những cái bóng ở những cái tay bên này mà nó còn, đây là những cái mà người ta sơn lên với một cái điều nó rất là dễ mờ,
Cho nên là nếu như những người nào chúng ta để ý là những cái chi tiết nhỏ này mà nếu như nó mờ thì dễ dàng là những con xe mà người ta sử dụng nó nhiều lần rồi thì nó dễ dàng mờ cái này đi. Và đây là một chiếc xe mà toàn bộ camera cảm biến lùi cộng âm thanh, màn hình và máy móc xe khá là tốt và khá là chất. Thì đó là cái mà tôi chia sẻ với quý vị và các bạn là nếu những chiếc xe nào mà chạy nhiều thì cái hệ thống đèn này và hệ thống này nó sẽ dễ dàng mờ đi này. Những điều này dễ dàng mờ đi. Cho nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm là khi ta nhìn những chi tiết nhỏ như vậy, xem con xe nó tổng thành gồm có bàn chân côn, chân phanh và bàn chân ga cộng với tổng thành xe đó, thì chúng ta dễ dàng có thể biết được rằng là xe nó chạy nhiều hay chạy ít. Đấy, đó là cái video mà tôi chia sẻ cho quý vị các bạn biết là vậy thì toàn bộ phần lốp là 4 quả theo xe là vẫn còn nguyên và xe chạy khá là ít. Để chúng ta nhìn thấy cái lốp này, toàn bộ phần la răng này, tổng thành cả 4 quả la răng nó như vậy thì nó chạy khá là ít. Thì đó là cái video tôi chia sẻ cho quý vị các bạn biết về những cái cách để có thể là lựa chọn một chiếc xe vô cùng tuyệt vời và biết cách lựa chọn cho mình những chiếc xe mà tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm cho mình cả về những phần sửa chữa và tiết kiệm luôn cho mình cả về kinh tế. Đó là và hoàn toàn cũng có thể là hỗ trợ luôn quý anh chị và các bạn là trả góp luôn nhá. Nếu trong vòng bán kính mà ở vòng quanh tỉnh Thái Nguyên khoảng 90 km, tôi có thể hoàn toàn hỗ trợ anh chị thủ tục trong vòng khoảng 3 ngày, thì dễ dàng có thể là lựa chọn cho mình được luôn những chiếc xe nó như thế này. Nếu chúng ta có 300 thì hoàn toàn có thể là có thủ tục nhanh gọn hơn 100 nữa để chúng ta có thể sở hữu được chiếc xe này ngay lập tức. Thì đó là cái video chia sẻ cho quý vị anh chị và bạn, và rất là mong là các bác cũng có thể là đó là cái video chia sẻ cho quý anh chị và các bạn về cái cách thức để có thể lựa chọn những con xe nó, những con xe gia đình vô cùng tuyệt vời. Và nếu anh chị nào mà cũng đang mong muốn rằng là mình được sở hữu chiếc xe này thì có thể là gọi điện đến trực tiếp những số điện thoại ở trên màn hình và tôi có thể giúp đỡ anh chị trong bất kỳ giờ nào trong vòng 24 giờ. Và cái điều vô cùng tuyệt vời nữa là anh chị có thể là giúp tôi share và chia sẻ cái video này cho mọi người cùng xem, và đừng quên là đăng ký kênh để khi tôi phát những video tiếp theo anh chị hoàn toàn có thể là nhận được video tôi đầu tiên. Và đừng quên là comment bên dưới những điều anh chị mong muốn và những điều anh chị mong muốn tôi chia sẻ ở cái video lần sau, tiếp tục để chia sẻ những giá trị mà anh chị có thể nhận được ở cái video tiếp theo. Xin chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau lần sau.